Xin chào cô chú chị đã đến với kênh của Minh Kiệt. Hôm nay em có lên 3 phô mai vàng nha cô chú chị. Cô chú chị có sở hữu cúc nào thì liên hệ với em số điện thoại là 0917 7733 421 em nên chọn nha cô chú chị. Em ở ấp Lô 12 xã Ánh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang nha. Rồi không để cô chú chị chờ đợi lâu, quay cây số 1 nha cô chú chị. Chào cô chú chị luôn xin nghe. Rồi quay tổng quan cây số 1 xin nghe. Cây số 1 phô mai vàng đến hôm nha cô chú chị. Cốt cành bỏ lại gai ha. Đường thân này cũng vậy. Rồi quay chân đi. Cô ghế này cũng vậy. Cái này đến ôm nha. Ở ngoài nhìn bộ rễ khá lực nha anh chị. Có chi tiết nào không rõ thì cô chú anh chị liên hệ với em qua Zalo nha anh chị. Rồi, rõ Sơn ơi, đo thông số luôn Sơn ơi. Rồi cây cấu chiều cao 1,5 m luôn chị ơi, Sơn đo không tới à, đo thoát thân luôn Sơn ơi. Đo thoát thân là 32. Thoát thân 32 nha quý anh chị. Rồi, cho hoành thân luôn Sơn ơi. Nhiều. Lộn thước hả? Rồi hoành thân 9 là 44. Rồi hoành thân 9 này 44 nha anh chị. Cầm thước nó Sơn. Rồi, rõ Sơn. Đây cũng đặt luôn đây. Và cụ đặt là 62. Cụ đặt vị trí này là 62 nha quý anh chị. Rồi gõ xem coi, đo tổng nó đến luôn xem. Tổng nó đến là 1,5 m. Tổng nó đến 1,5 m nha quý anh chị. Cho được kính bầu luôn xem coi. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60 nha anh chị. Rồi quay tổng quan cây số 1 lại luôn Sơn ơi. Rồi phô mai vàng mã số 1 đến hôm này có giá 7,5 triệu bao ship nha quý anh chị. Tiếp theo cây số 2 của anh chị ơi. Cây này đế số nôm luôn nha anh chị. Rồi quay tổng quan cây số 2 luôn Sơn ơi. Em tiến tới quay bầu rễ cho anh chị xem nha. Cô chú anh chị có sở gốc nào thì liên hệ em số điện thoại là 0917 773 421 anh chọn nha anh chị. Cây này rất già cây nha anh chị. Nó găng găng cây dần ha. Rồi gõ Sơn ơi, cho thông số luôn Sơn ơi. Cao 95 nha quý anh chị. Thoát thân luôn Sơn ơi. Thoát thân là 17. Thoát thân 17. Quỳnh thân luôn Sơn ơi. Quỳnh thân vị trí này là 37. Quỳnh thân vị trí này là 37 nha anh chị. Này, cái thước này. Rồi quay giáp vòng luôn xem. Rồi gõ xem. Đo đế sổ luôn xem. Đế sổ là 39. Đế sổ 39 nha quý anh chị. Đo tổng rồi đế luôn xem. Rồi tổng rồi đế. Đây là 1,4 m. Tổng rồi đế 1,4 m nha anh chị. Rồi đo đường kính bầu luôn xem. Rồi đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55 nha quý anh chị. Quay tổng quan cây số 2 luôn Sơn ơi. Hôm mai vàng mã số 2 này có giá 5 triệu bao ship nha quý anh chị. Tiếp theo cây số 3, cây của clip của anh chị. Rồi cây số 3 là cây đế nôm luôn nha anh chị. Rồi quay tổng quan cây số 3 luôn Sơn ơi.
Cần để gắt nơm ha. Tà cành cũng bỏ lại gai nha quý anh chị. Thăng lắc nhẹ. Rồi gõ cho ngay. Rồi chiều cao luôn cho ngay. Cao là 80. Cao 80 nha quý anh chị. Rồi thoát thăng luôn cho ngay. Thoát thăng là 19. Thoát thăng 19 nha quý anh chị. Cho mình thăng luôn cho ngay. Rồi hoành thăng là 47. Hoành thăng 19 này là 47 nha anh chị. Quay giáp cái thước cho cô chú chị xem luôn xem. Rồi. Rõ chưa? Đó để sổ luôn xem ơi. Để sổ 36 nha anh chị. Rồi cái củ đặc ở trên đây xem. Ừ. Củ đặc đó như sao? Cụ đặt 67 nha anh chị. Đo được kính bầu luôn sân ơi. Đường kính bầu 71 nha anh chị. Rồi quay tổng quan cây số 3 luôn sân ơi. Rồi phôi mai vàng mã số 3 này có giá là 5,5 triệu một bao ship nha quý anh chị. Cô chú anh chị có sở hữu gốc nào thì liên hệ em số điện thoại là 0917 773421 em chọn nha anh chị. Rồi em cảm ơn cô anh chị đã xem kênh của em nha. Chào cô anh chị luôn Sơn ơi. Chào chú anh chị. Em xin chào cô anh chị nha.